Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục quý vị và các bạn hãy cùng đến với những trận đấu ở Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 khu vực miền Nam. Và đây là cuộc đối đầu giữa Bamboo và Spa Lan Ngọc. Bamboo trong bộ trang phục áo trắng, trong khi đó Spa Lan Ngọc trong bộ trang phục áo đỏ. Trọng tài điều khiển trận đấu này là ông Trương Quốc Dũng. Và như vậy cuộc đối đầu giữa Bamboo và Spa Lan Ngọc đã bắt đầu. Bamboo và Spa Lan Ngọc là hai đội bóng nằm ở bảng D. Nguyễn Trần Duy, pha qua người của Nguyễn Trần Duy, sau kim không vào. Hai pha xử lý của Nguyễn Trần Duy. Như chúng tôi nói, Nguyễn Trần Duy là cái tên rất đáng chú ý của câu lạc bộ Bamboo vào lúc này. Người trong màu áo của Sài Gòn FC đoạt danh hiệu vua phá lưới tại giải Futsal năm vừa rồi. Bernardian Vĩ. Được chuyền, pha chuyền bóng rất hay của số 2 Nguyễn Ngọc Quốc. Phát hiện thấy Trần Duy di chuyển, Nguyễn Ngọc Quốc đã có một tình huống xử lý bóng rất hay. Trần Duy, pha xoay người dứt điểm rất nhanh của Trần Duy. Nhưng thủ thành Minh Nhật cũng cho thấy những phản xạ cực tốt của mình. Trần Duy. Rồi, không được. Đó là một cơ hội cho Bernard Yavi, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm đã không được chuẩn xác. Pha chuyền bóng khiến cho hàng phòng ngự của Spa Lan Ngọc hoàn toàn bị bất ngờ. Pha lên bóng của các thủ Spa Lan Ngọc và lưới của Bamboo đã rung lên. Tỷ số là 1-0 cho các thủ Spa Lan Ngọc. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Spa Lan Ngọc là đội bóng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mất bóng rất nguy hiểm này. Pha mất bóng của Nguyễn Văn Hàn. Và ngay lập tức sai lầm của Bamboo đã phải trả giá với bàn thua vừa rồi. Đánh đầu, đó là cú dứt điểm của Bernard Yavi. Cú dứt điểm. Pha dứt điểm bằng chân trái. Đó là quyết định đi bóng và dứt điểm của Văn Hàn. Pha bóng phạm lỗi. Đó là một tình huống phạm lỗi phải nhận thẻ của Trần Duy. Tình huống lên bóng tấn công của Spa Lan Ngọc. Không được. Trần Duy đã không cài được người ở trong tình huống rồi. Văn An. Pha đi bóng của Văn An. Trần Duy. Vẫn là Trần Duy. Không vào. Như vậy là tỷ số được cân bằng là 1-1 cho các cầu thủ Bamboo. Trước đó là cú xử lý rất hay của Trần Duy. Bây giờ thì Trần Duy mới lên tiếng. Pha xử lý đảo chân trước đó làm cho hàng phòng ngự của Spa Lan Ngọc hoàn toàn đứng hình. Cú dứt điểm khiến cho thủ thành Minh Nhật chỉ còn biết đứng chôn chân mà thôi. Một nhịp đảo ngang và sau đó là cú dứt điểm bằng chân trái. Trần Duy với những cái sải chân dài hơn của mình đã thực hiện cú rơi bóng ngang và tung ra cú dứt điểm. Và sau đó số 2 của Bamboo là Ngọc Quốc đã có mặt kịp thời để thực hiện cú đá bồi. Rất bình tĩnh để khống chế lại và thực hiện pha đá bồi. Cân bằng tỷ số 1-1 cho Bamboo. Trần Duy. A Hưng. Văn An. Tỷ số được nâng lên là 2-1 cho các thủ Bamboo.
Và đó là pha lập công của Bernard Diaby. Sau khi đã có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 thì tâm lý của cầu thủ Bamboo đã được giải thoát. Những đôi chân như đeo đá của họ ở trong hiệp đấu đầu tiên đã được gỡ bỏ. Một pha dứt điểm của số 9. Đó là một pha sút thẳng nhưng bóng đã tìm tới chỗ của Bernardia. Bernardia vĩ đã có một cú đánh đầu. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Luyện tập và họ luôn có những bài để thực hiện những pha phối hợp như vậy. Bóng, cú dứt điểm. Đó là một tình huống dứt điểm ở góc gần. Số 7 trong tình huống vừa rồi của Smart Ngọc là người chạy nghi binh. Số 14 và số 11 là người tung ra cú dứt điểm ở góc gần. Đánh đầu tiếp. Như vậy là tỷ số được nâng lên là 3-1 cho Bamboo. Đó là pha dứt điểm của Trần Duy. Không ai theo kèm Trần Duy ở tình huống này và cú đánh đầu đã loại bỏ thủ thành Minh Nhật. Pha đánh đầu có thể nói là rất cơ bản. Trong một bảng đấu có 4 đội thì việc giành chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên là giúp cho tới 50% cơ hội để có thể giành được tấm vé đi tiếp. Như vậy là Spartak Ngọc đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Cú dứt điểm một chạm rất nhanh. Khoảng cách vào lúc này chỉ là một bàn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Pha dứt điểm một chạm rất nhanh của số 7 bên phía Spartak Ngọc. Đó là tình huống ghi bàn của Mai Tài Lộc. Đúng là tài lộc thật. Đó là một tình huống chuyền bóng về thành thủ thành Minh Nhật. Không còn cơ hội nữa cho các cầu thủ Spartak Ngọc chẳng. Nhưng vẫn còn đó một quả đá phạt góc. Những phút căng thẳng kịch tính ở thời điểm cuối cùng nhưng bóng hóa thành không có gì ở trong pha bóng vừa rồi. Và kết thúc có thể nói là rất lãng xẹt. Tỷ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ Bamboo. Một chiến thắng có thể nói là rất khó khăn của Bamboo với sự tỏa sáng của Trần Duy. Cầu thủ như chúng tôi nói là giành được sự kỳ vọng cao nhất